Lấy cái nắp chai bỏ vào trong miệng làm cái gì đây? Hả? Tạo được má lúm đồng tiền ư? Để chế thử cho mọi người xem nha. Lấy một cái vật nhọn khoét một lỗ ở giữa cái nắp chai. Đưa cái phần lõm chỉ vào cái má. Tạo được cái má lúm đồng tiền thiệt nè, mà sao nhìn nó lạ lạ. Mình như chó mặt xệ trời. Mấy thằng bay tát tôi vô video này làm chi à? Sướng mắt cài rồi nè.